Xin kính chào các quý thầy, quý cô. Rất vui được gặp lại quý thầy, quý cô để chia sẻ với quý thầy cô về cách tạo tài khoản Azota trực tuyến để quý thầy cô có thể giao bài trực tuyến cho học sinh và quý thầy cô yêu cầu học sinh nộp bài trên Azota để quý thầy cô chấm trực tiếp trên Azota. Đây là ứng dụng rất là tiện ích. Quý thầy cô hãy thử sử dụng ứng dụng này. Và để tạo được tài khoản ứng dụng này thì quý thầy cô thực hiện mấy bước đơn giản sau đây. Đầu tiên là quý thầy cô mở ứng dụng truy cập. Sau đó quý thầy cô đánh cho tôi chữ là các bước tạo tài khoản Azota. Các thầy cô kích vào. Để khi xuất hiện những thông tin này thì quý thầy cô nhìn vào bước 1 và quý thầy cô chọn cho tôi cái đuôi cuối cùng. Quý thầy cô copy. Copy. Đấy, quý thầy cô sao chép này. Sau đó quý thầy cô dán lên cái thanh công cụ này. Quý thầy cô dán vào. Đấy, quý thầy cô bấm vào đăng nhập Azota Việt Nam. Thì ngay lập tức là trên màn hình xuất hiện là đăng nhập của đăng ký. Hoặc là có thể nó xuất hiện luôn một cái lớp nào đó. Thì quý thầy cô chưa có tài khoản. Quý thầy cô hãy chọn vào đăng ký tài khoản mới. Thì đây là viết tắt là đăng ký. Thì quý thầy cô bấm vào đăng ký. Thì nền tảng giáo dục số xuất hiện là hai đối tượng, một là tôi là học sinh, hai là tôi là giáo viên. Thì đương nhiên quý thầy cô kích chuột là tôi là giáo viên. Sau đó quý thầy cô ghi tên quý thầy cô vào. Chẳng hạn đây là Đoàn Văn Lợi. Số điện thoại, đây là lưu ý là số điện thoại là phải thực. 0915149472. Mật khẩu. Đấy, thì quý thầy cô lưu ý là để không bị quên mật khẩu thì quý thầy cô tạo trước cho mình một cái văn bản. Chẳng hạn như tên tài khoản đây là tên Đoàn Văn Lợi. Đây là bản Word mà. Quý thầy cô nhìn rõ nhé. Bản Word thôi. Số điện thoại đây. Và mật khẩu quý thầy cô ấn định là đặt là Lợi 0915149472 và mật khẩu là không có dấu nhé. Đấy. Sau đó quý thầy cô nhớ là mục đích lưu lại cái thông tin này trên Word để làm gì, để lưu vào máy của mình. Nhưng khi mình quên nhiều mật khẩu lắm. Nào là mật khẩu Gmail này. Nào là mật khẩu Zalo, Facebook này. Thì đây là cái mật khẩu phục vụ cho nghề nghiệp của mình. Thì mình càng cẩn thận đấy. Đánh cho nó thưa ra. Đấy. Sau đó quý thầy cô copy. Đấy. Copy đầy đủ. Đấy. Không được. Thì cho giãn. Đấy. Dấu cách cho nó giãn. Quý thầy cô copy cái mật khẩu này. Quý thầy cô dán vào đây. Đấy. Như vậy bây giờ không nhìn thấy gì nữa. Thì mình vẫn lưu vào văn bản Word rồi. Sau đó. Riêng cái email này thì không bắt buộc. Các thầy cô không cần. Sau đó các thầy cô bấm vào là đăng ký. À, bạn đã có tài khoản. À, như vậy tôi lại thay số điện thoại khác. Bởi vì cái số tài khoản này lúc nãy tôi đã dùng rồi. Rất đơn giản, tôi lại thay số điện thoại khác. Hoặc biết đâu mình lại trùng. Đây này, 09 0983941915 chẳng hạn thế. Mật khẩu thì tôi vẫn để như thế thôi. Tôi lấy tôi lấy một cái số khác của vợ tôi cho này, có lại 0976175629. Đấy, các thầy cô thấy chưa, thế số điện thoại chính xác. Sau đó quý thầy cô bấm đăng ký. Số điện thoại đã tồn tại rồi. Thế thì lại phải lấy một số điện thoại khác. Tôi lại lấy số điện thoại là 0986612485. Đấy, số điện thoại quan trọng lắm quý thầy cô. À, được rồi. Đấy, sau đó quý thầy cô bấm lưu. Đấy, số điện thoại là phải thực. Đấy, đây là. Thế bây giờ thì quý thầy cô đã xong cái bước quan trọng rồi. Nhưng còn hai bước quan trọng tiếp theo nữa là thêm lớp. Quý thầy cô bấm vào dấu cộng này, thêm lớp. Quý thầy cô chờ, nếu chưa được quý thầy cô lại bấm lại. Rồi, thêm lớp, ngay lập tức xuất hiện nhập thêm lớp. Ví dụ tôi dạy lớp 6A1 thì tôi ghi là 6. Đây. Mình định 6 6A1. Xong quý thầy cô lại phải thêm, bấm vào thêm lớp. Như vậy thành công rồi. Đấy. Thế giờ lại phải thêm một học sinh và làm mẫu đây, thêm học sinh.
Hạn đây là tôi thêm là Lê Thị Nở. Đấy. Số điện thoại đây là lưu ý là phải số điện thoại có thực là 09, chẳng hạn như là con giáo viên là 098 6 6 1 2 4 8 5. Ngày sinh thì Azuta không yêu cầu ngày sinh chính xác, nhưng mà nếu các thầy cô muốn học sinh chính xác thì học sinh đưa chính xác tùy các thầy cô. Thế thì đây là năm 2021, thế mà học sinh lớp 6 thì không thể sinh năm 21 được, thì quý thầy cô thầy là tôi làm lại nhé. Này, bấm vào ngày sinh này, sau đó quý thầy cô bấm vào chỗ 2021 nào, xong quý thầy cô chọn cái thời gian là quá khứ, kích vào đây đấy, thì là năm 2 lớp 6 là sinh 2010 chẳng hạn, thì quý thầy kích vào đây và xuất hiện là tháng 1 năm 2010. Nếu sinh tháng 1 thì bấm vào tháng 1, nếu sinh ngày 19 thì bấm vào 19 tháng 1, sau đó bấm OK, sau đó quý thầy cô xác nhận. Đấy, đấy là một lớp. Nếu thêm lớp nữa thì quý thầy cô cũng làm tương tự như vậy. Đấy, thế tôi thêm một lớp nữa. Đây, thêm lớp nữa là 9A1. Thì quý thầy cô bấm một thêm lớp. Đấy, quý thầy cô cũng thêm học sinh cũng tương tự, cũng lại làm như vậy. Là, chẳng hạn như là Nguyễn Chí Phèo. Đấy, quý thầy cô thêm số điện thoại đây. 09 8 6 6 1 2 4 8 5. Riêng cái số điện thoại này chỉ cần có thực thôi, trùng cũng không sao cả, bởi vì có khi con các thầy cô học. Đấy, bấm ngày sinh, chọn thời gian là quá khứ. Đây, bấm vào đây để chọn trước năm 2021, kích vào đây, đây này, 2010. Sau này là sinh tháng 1, ngày 21 tháng 1, bấm OK, xác nhận. Đấy, như vậy là quý thầy cô đã tạo ra được hai lớp, tạo 100 lớp được, các thầy cô cứ bấm thêm lớp và làm tương tự. Đấy. Thế cái thêm học sinh này này thì quý thầy cô chú ý là nó có một cách thêm bằng cách là nhập từ file Excel. Thế thì thực ra là có hai nguyên nhân mà tôi không nhập bằng Excel, là một là Excel là tôi chưa tìm hiểu nhiều và chưa thạo. Thứ hai nữa là khi mà tôi làm cái Azuta đầu tiên này này thì cũng như các thầy cô khác ấy, là tôi tải cái danh sách học sinh từ trực tuyến từ cái ứng dụng quản lý sổ điểm học sinh ấy. Nhưng mà mấy ngày nay là cái việc lấy thông tin nó rất khó, đều không đăng nhập vào được. Thế là tôi tự nghĩ ra cách này với thầy cô và tôi thấy nó cũng rất hợp lý. Đấy. Thế thì để làm nào để học sinh tự nhập vào thì tôi đã kèm theo một cái video hướng dẫn rất chi tiết, và học sinh của tôi là đến lúc này nó vào được hết rồi. Đấy, học sinh tự vào. Thế thì học sinh vào bằng cách nào thì để làm nào để có cái link mà học sinh nó vào lớp thì sau đây các thầy cô quan sát. Các thầy cô bây giờ là các thầy cô phải thực hiện cái bước giao bài tập cho lớp, vì đây là ứng dụng giao bài tập. Thầy cô chọn vào đây, chọn vào cái đấy, các cái chấm đen này. Đấy, các thầy cô quan sát chưa, ở bên phải phía trên tôi làm lại này, các thầy cô chọn vào 6 dấu chấm đen này. Đấy, thì ở đây nó có thông tin về bài tập này, đề thi này, học sinh này, thư viện, website. Quý thầy cô có thư viện thì có thể đăng thông tin vào đây, website, cái trang website là quan trọng thì các thầy cô gợi ý vào đây. Thế bây giờ cái thông tin quan trọng nhất đó là bài tập, các thầy cô kích vào đây. Chắc chắn là chưa có bài tập. Đấy, đấy chưa có bài tập. Thế bây giờ giao bài tập thì các thầy cô chọn vào hình chữ nhật màu xanh có chữ tạo bài tập này, các thầy cô kích vào. Đấy. Đặt tên bài tập. Đặt tên bài tập. Thế bây giờ tên bài tập thì do quý thầy cô chọn thôi. Bây giờ tôi giao bài tập cho lớp 9 thì tôi ghi là đề luyện thi vào lớp 10 số 1. Đấy. Quý thầy cô ra hạn nộp. Ra hạn nộp thì quý thầy cô bấm vào hình vuông có viền màu đen sậm, quý thầy cô kích vào. Hôm nay là mùng 7 thì sau một tuần quý thầy cô chọn 14. Cho một tuần thì các cháu thoải mái nộp bài, các thầy cô chọn OK. Đấy, sau đó các thầy cô kích vào thêm file bài tập, thêm file bài tập. Thế thì file các thầy cô để ở đâu? Thế đây file này thì tôi để ở ổ D. Đấy, các thầy cô, đấy, tôi chọn ra, tôi chờ, đấy. Làm nào tô đậm được nó hoặc là chọn từng phần, kích vào đây. Thế thì file nghe gửi sau, các thầy cô. Phải Word trước đã, Open. Thế nhá. Đấy là mới có bản Word nhé.
các thầy cô lại ghi vào thêm bài tập, tức là cái phần nghe các thầy cô lại kích vào đây, phải nghe thêm bài tập, nếu là có phải nghe thầy cô phải nghe thì nó nặng hơn một chút đó. Dạ MP3 thầy cô phải đợi ít phút đấy, như vậy đủ cho đề thừa 10. Sau đó các thầy cô chọn đối tượng lớp, thì đề tôi đang giao là đề ôn vào 10 thì đương nhiên lớp 9, thì tôi chọn đây lớp 9 là một. Đấy, nhưng mà bấm nhầm này, lớp 6 nó kêu thưa thầy em làm sao mà làm được, bấm đúng các thầy cô lưu. Đấy, ngay lập tức thì lớp 9 a một đã xuất hiện một cái link giao bài tập. Đấy, cái link này bây giờ để làm gì? Cái link này các thầy cô copy, bấm vào đây copy cái link này, xong các thầy cô dán vào Zalo chung của lớp. Đấy, giờ tôi các thầy cô nhé, kích đấy thì nó báo là sao chép đường link thành công, đường dẫn nộp bài. Sau đó các thầy cô vào Zalo, chọn Zalo chung của lớp. Đấy, thì ở đây là tôi đang thử máy, cho nên là tôi đây là nhiều nhóm lắm, tôi không dám đưa vào Zalo làm phiền, thì tôi chọn là cô Huê chẳng hạn. Đấy, thì tôi ghi dán ở đây, tôi ghi ở đây là học sinh lớp, đây là lớp 9A1, vì giao bài cho lớp 9, giao lớp 1 tự nhập tên, tự nhập họ tên đầy đủ kèm theo ngày sinh, số điện thoại vào link này để làm bài và nộp bài. Đấy, sau đó các thầy cô dán link này vào, kích chuột phải dán. Đấy, sau đó các thầy cô bấm gửi. Đấy, chưa, thế khi nhận được cái link này thì các cháu học sinh nó sẽ kích vào đây, kích chuột vào, quý thầy cô đợi ít phút. Đấy, nhận được nó kích vào. Các thầy cô cứ đợi, học sinh nó cũng phải đợi đấy, kích vào. À, quý thầy cô đợi ít phút đấy, thì học sinh nó các cháu nó đọc được cái thông tin là không có tên trong danh sách, tên vui lòng nhập tên đầy đủ. Ở đây có mỗi thầy Nguyễn Chí Phèo thôi, nhập tên công khi nó chỉ việc nhập tên ở đây, chẳng hạn đây là Lê Văn, chẳng hạn như là Nguyễn Tiến Tùng, Tùng đấy, sinh ngày bao nhiêu, sinh ngày tháng đầy đủ, sinh ngày 19 tháng 0 5 5 2007 chẳng hạn đấy. Số điện thoại thì ghi đầy đủ là 09 8 6 6 1 2 4 8 5. Xong rồi bấm vào là xin vào lớp. Thế đó. Thế là Nguyễn Tiến Tùng. Khi bấm xong rồi thì lập tức là đã xuất hiện được bài, học sinh đã có thể lấy bài về để làm. Rất đơn giản quý thầy cô. Thế sau khi làm bài xong, làm bài ấy thì làm học sinh có thể tải cái bài này về máy. Đấy. Tải cái bài này về máy, tải file nghe về máy để nghe. Thế sau khi làm bài xong thì qua hình thức nộp bài, một là dùng điện thoại này, bấm vào đây, bấm cái biểu tượng máy ảnh này vào đây, sau đó chụp ảnh chỉnh file cho đẹp, sau đó lại gửi lên chính ứng dụng là ghi nộp bài, gửi file lên. Hoặc là nếu mà nhà các em có máy tính, các em nó làm trên máy thì các em nó kích vào cái chọn file hỗ trợ ảnh audio này trên máy, tính vào cái ghim này, sau đó bấm vào nộp bài. Đấy. Rất nhiều trường hợp là học sinh nhìn đề trên máy tính cho nó làm ra giấy thì là phải chụp ảnh thôi. Đấy. Con nhà tôi cũng phải làm ra giấy thì chụp ảnh gửi hết thầy. Rất là dễ. Đấy, như vậy là trên đây là tôi vừa chia sẻ với quý thầy cô về cách tạo một cái lớp học để giao bài và chấm bài trên nền tảng ứng dụng Azuta.
các thầy cô cứ chậm rãi thực hiện một hai lần, quý thầy cô sẽ làm được. Đấy.